Bà con đến với kênh Thái Mười Quy. Hôm nay Hữu chia sẻ bà con mình làm sao để chăm sóc na, cây sung và trái to ha bà con. Thì bà con mình cũng đừng có quên nhấn cái chuông theo dõi để cập nhật được những video mới nhất và đăng ký kênh Thái Mười Quy nghe bà con. Để khi Hữu có quay và chia sẻ bà con những cái video mới nhất bà con sẽ cập nhật được ha. Thì nay Hữu chia sẻ bà con mình dừng ngay cùng Hữu ha. Đây, cho bà con mình xem sơ ha. Trái tương đối là được nha bà con, cây tầm hai mấy ba chục trái đó bà con. Đây. Trái. Đó. Thì đầu tiên để na mà muốn được trái lớn nhanh thì cái cây mình đó là thứ nhất bộ rễ phải khỏe, thứ hai á vàng lá phải xanh tốt và hạn chế được cái nấm bệnh nha bà con. Thì nói về vấn đề bộ rễ trước ha, tôi sẽ chia sẻ bà con mình là đầu tiên mình làm sao để cho bộ rễ khỏe là bà con mình tưới cái giai đoạn đậu trái bà con mình tưới vô sinh đó và giải phân thì bà con mình giải 20-15 cộng với full limit để cho cái bộ rễ ra khỏe và nó ăn được cái lượng phân cao ha. Khi mà trái đã lớn rồi á, bà con mình giải bà con mình tưới thì phân mình cũng giải là 20-15 thôi, nhưng mà khi mình tưới là tưới thay đổi là siêu nuôi trái để cho trái nó lớn nhanh ha. Còn ngoài vấn đề á, mình chăm sóc bộ rễ xong thì bộ rễ rất là quan trọng. Nếu mình chăm sóc được cái bộ rễ khỏe, cây đã sung mướt rồi thì mình chăm sóc ở trên vàng lá. Vàng lá thì mình làm sao để cho cái lá xanh mướt như thế này và hạn chế được nấm bệnh ha. Và vấn đề thêm nữa là trái cũng lớn rất là nhanh và hạn chế được cái vấn đề bị úng trái nha bà con. Đó. Thì bà con mình phun ngừa nấm bệnh, bà con mình mua màu quy dịch bệnh hoặc màu quy đồ không để phun luân phiên hạn chế được cái vụ đấm lá rụng lá hay bà con. Còn quản lý về dẹp sáp và sâu thì bà con mình mua vui dẹp cộng với E3 Mixin dạng cấm là nó phun nó mát, quản lý được dẹp sáp và sâu luôn nghe bà con. Đó, còn cái vấn đề bà con mình phun ngoài vấn đề thuốc sâu và bệnh thì mình cộng với lớn siêu lớn trái của Minh Quân, cử trái còn nhỏ mình cộng siêu lớn trái. Sau đó mình khi bao trái này thì bà con mình sử dụng cộng là amino nửa lít cũng tên Minh Quân để cho trái lớn nhanh và màu sắc đẹp nha bà con. Thì đó là cái vấn đề mình chăm sóc bộ rễ dưới khỏe và chăm phun ở trên được cái vàng lá xanh mướt ha. Đó, Hữu đã chia sẻ cho bà con ở video này thì Hữu sẽ lặp lại cho bà con mình để bà con mình nhớ ha. Thì bà con mình nhớ mua tất cả sản phẩm công ty Minh Quân đều có cái logo MQ, Hữu có chia sẻ bà con mình.